quý vị và các bạn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1991. Thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã nỗ lực thực hiện sứ mệnh đồng hành gắn bó lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó khẳng định vị trí của đơn vị đối với thị trường này, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum. Thực hiện định hướng của ngành, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn tập trung nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Nhờ vậy, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng. Tại huyện Đắc Hà, hơn 4 hectare trồng cà phê, tiêu, xen canh cây ăn quả của ông Trần Kim Lộc đang là mô hình điểm tham quan học tập. Để có kết quả này, ông được vay hơn 800 triệu đồng từ Agribank chi nhánh huyện Đắc Hà, đồng thời được nhân viên ngân hàng thường xuyên tư vấn mở rộng mô hình. Hiện nay, trừ chi phí, hàng năm gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng. Từ Quảng Ngãi lên đây thì bước đầu mình rất là khó khăn, nhưng cũng nhờ là bên ngân hàng Agribank này ủng hộ và tư vấn mình, cho vay mình tư vấn rất nhiều để làm sản xuất mở rộng. Mới có ngày hôm nay. Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng và coi như sản xuất và đồng hành với Agribank để phát triển thêm. Có thể thấy ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum còn là điểm tựa tiếp vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt ở thời điểm dịch Covid-19, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã triển khai hàng loạt chương trình gói vay tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất thấp. Đây là biện pháp để nhiều khách hàng, doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi, khắc phục khó khăn, phục hồi lại sản xuất kinh doanh. Từ đó tiếp tục lựa chọn ngân hàng Agribank làm người bạn đồng hành. 2 năm vừa qua thì tình hình dịch nó khá là căng thẳng. Nó cũng là tình hình chung và công ty chúng tôi cũng có bị ảnh hưởng rất là nhiều vì dịch. Nhưng được sự đồng hành của Agribank về hỗ trợ về giảm lãi suất rồi giãn thời gian nợ thì công ty chúng tôi cũng được giúp đỡ rất là nhiều và tiết kiệm được rất là nhiều chi phí lên đến hàng trăm triệu hàng năm về cái lãi suất của ngân hàng. Nên là công ty chúng tôi cũng rất là vui mừng khi được Agribank giúp đỡ như vậy. Từ khi đi vào hoạt động, Agribank Kon Tum đã tập trung mở rộng mạng lưới, đảm bảo số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên. Đến nay, đã xây dựng được chi nhánh ở 8 trên 10 huyện thành phố, đồng thời triển khai mô hình điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô để đưa dịch vụ ngân hàng đến tận từng thôn làng ở vùng sâu vùng xa. Việc này giúp thuận tiện hơn cho bà con trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ của Agribank. Mỗi một lần đi ra trả hoặc là vay của ngân hàng thì rất là xa và bất lợi. Thì có cái điểm giao dịch như thế này thì bà con đỡ cái tốn cái công và đúng cái thời gian giao dịch của bà con, thuận tiện cho bà con rất nhiều. Khi chi nhánh được mở rộng, Agribank có điều kiện đẩy mạnh vay thông qua tổ vay vốn. Cụ thể phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh phát huy hiệu quả chính sách tín dụng tam nông. Với nguồn vốn của ngân hàng đã trực tiếp cùng địa phương giải quyết vấn đề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của người dân, đẩy lùi nạn tín dụng đen. Từ đó góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Agribank Đắc Hà thì cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến người dân. Thì Agribank Đắc Hà cũng tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là khách hàng cho vay qua tổ nhóm của hội nông dân, hội phụ nữ nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay vốn đối với khách hàng ở vùng sâu vùng xa. Xã thì người dân đến giao dịch thì xã rất là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, là thậm chí là chỉ đạo cán bộ chuyên môn là hướng dẫn giúp viết, thậm chí là giúp cho người dân nữa để người dân là tiện về giao dịch đối với giữa chính quyền địa phương với lại giữa cái ngân hàng Agribank. Năm 2022 thì
22 là xã Ngọc Vang là còn 195 hộ nghèo. Thì đến thời điểm hiện nay là vào về đích nông thôn mới này, hiện giờ là năm 2023 này chỉ còn là có 70 hộ thôi. Thế thì vấn đề này cũng rất là tốt đối với người dân, là góp phần là xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, song song triển khai các chính sách tiền tệ, kinh doanh hiệu quả, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum cần thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội, trong đó hưởng ứng nhiều hoạt động an sinh do tỉnh phát động, động viên về mặt tinh thần và hỗ trợ về vật chất đối với địa phương và các gia đình cá nhân khó khăn. Nổi bật, từ năm 2015 đến nay, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tài trợ xây dựng được 211 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Thì các hoạt động an sinh trên địa bàn chúng tôi thường luôn luôn đồng hành, đó là làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hoặc là cái chương trình bánh trưng xanh vào nhân dịp Tết. Thì qua đó cũng tạo cho bà con, đặc biệt là các người nghèo trên địa bàn tỉnh, có một cái cuộc sống nó tốt hơn, và đặc biệt là ví dụ như trong các cái dịp Tết thì cũng tạo là một cái không khí Tết là vui tươi ấm no cho bà con. Trong căn nhà mới kiên cố rộng khoảng 70 m² ở thôn 5, xã Ngọc Vang, huyện Đắc Hà, vợ chồng chị Y Quyên không giấu nổi niềm hạnh phúc. Gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn, có 5 con nhỏ đang tuổi ăn học. Năm 2022, anh chị được Agribank tỉnh Kon Tum tặng 50 triệu đồng. Sau đó vay mượn thêm họ hàng, đã hoàn thành ngôi nhà vào cuối tháng 11 năm 2022. Thời trước gia đình tôi rất là khó khăn, được ở nhờ nhà em gái. Từ khi được Agribank được trao tặng nhà mới cho gia đình tôi rất là vui sướng và hạnh phúc. Có nhà rồi để vợ chồng tôi được làm ăn, được thoát nghèo. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi số, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tiên phong đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó liên tiếp triển khai các dịch vụ với nhiều tính năng tiện ích cho người dân từ thành thị đến vùng sâu vùng xa. Nổi bật như mở thẻ ngân hàng, ứng dụng ngân hàng số Agribank e-mobile banking. Gần đây, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã khai trương đưa vào hoạt động 3 máy gửi rút tiền tự động Autobank CDM. Ngoài chức năng rút tiền như máy ATM thông thường, máy CDM có nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ khách hàng gửi tiền mặt vào tài khoản, mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến không cần đến quầy giao dịch. Từ đó giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, hướng tới trở thành những công dân số trong quá trình xây dựng xã hội số của tỉnh. Tôi cũng sử dụng dịch vụ Agribank cách đây 10 năm rồi. Thì từ lúc mà tham gia sử dụng dịch vụ của Agribank đó, thì khi mà sao kê tài khoản của công ty á, thì số dư của công ty. Nhưng mà những năm gần đây á, thì có dịch vụ Internet Banking. Thì tôi có thể trực tiếp ngồi ở công ty nhưng mà có thể tra cứu được số dư và lấy được sổ phụ hàng ngày, không cần phải tới chi nhánh nữa. Điều đó thì khiến cho tôi cảm thấy hài lòng hơn. Dạ, tôi thấy nó tiện cho công việc của tôi hàng ngày. Bình thường tôi có thể vào bên ngân hàng, nhưng mà bây giờ từ ngày có cây ATM là tôi chỉ vào cây ATM giao dịch thôi. Nó đỡ tốn thời gian và nó rất là tiện lợi ạ. Ví dụ những ngày thường thì tôi vào ngân hàng giao dịch, nhưng mà tiện cho những ngày thứ bảy, chủ nhật tôi có thể vào cây ATM nó hoạt động và tôi làm rất là tiện lợi. Với nhiều nỗ lực, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum đã khẳng định vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, trong đó có những bước tiến vững chắc, tăng trưởng bền vững theo hàng năm. Tổng dư nợ cho vay kinh tế đến nay của Agribank Kon Tum đạt trên 17.000 tỷ đồng, chiếm trên 40% so với tổng dư nợ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Số vốn huy động đạt trên 6.000 tỷ đồng, chiếm trên 32% thị trường của tỉnh. Qua đó, đóng góp tích cực vào chặng đường 35 năm hình thành, xây dựng, phát huy truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cũng như cùng cấp ủy chính quyền tỉnh Kon Tum thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Agribank là một ngân hàng hiện nay duy nhất là chưa cổ phần hóa, vẫn là 100% vốn nhà nước. Do vậy vẫn thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của Đảng, mặc dù anh là kinh doanh, mà nó thể hiện qua vấn đề là luôn luôn đi đầu chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng, đối với người dân, đối với doanh nghiệp. Mà chia sẻ đây là gì? Có nhiều cái chương trình tín dụng ưu đãi
Lãi suất của Agribank khi cho vay nằm cái mức mà chương trình ưu đãi ưu tiên nó chỉ có thời điểm là 4,5%, 5%, 5,5%, mà không có ngân hàng nào trừ ngân hàng chính sách. Agribank Kon Tum cũng luôn luôn xác định đó là đối tượng, đó là nông nghiệp, nông thôn và nông dân là đối tượng mà chúng tôi cũng luôn luôn đồng hành. Vì vậy thì trong thời gian tới chúng tôi nhất là tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền để làm sao mà triển khai những cái chính sách tín dụng ưu đãi đến với bà con trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đó là đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt. Hy vọng trong thời gian đến, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo bước đột phá trong chương trình đồng hành cùng Tam Nông trên địa bàn tỉnh.